Giang Dô buồn bã mít ướt ướt nước mắt vì không được đi chung với Soho. Nhìn cái gì mà dòm bà nội, lêu lêu cái đồ gián điệp không được thả khỏi ký túc xá. Chiếc xe tôi đã lái khi vào ký túc xá tôi đã giấu ở gần đây, tụi mình sẽ thoát ra từ cửa sổ này. Má bà chị đỉnh quá trời quá đất luôn, con cái thằng này đừng có phá làng phá xóm nữa nha. Mày mà phá nữa là tao cho súng địa ngục luôn đấy. Bớ người ta, bớ người ta. Im mồm dùm cái em ai. Un Chang Su chắc không giết được chúng ta đâu nên hãy cẩn thận. Còn Hana thì chăm sóc tốt cho mình nhé. Má sao lằng nhằng thế? Cha nội Kim lạ lắm. Tôi đã nghe được một vài câu. Giết bỏ miệng thằng phản đồ Lim Soho. Cái con Mozan Hill đã comeback, chuyện đó là thật sao? Đúng thế, tôi nghe rất rõ. Ra lệnh phía bên kia chuẩn bị phương tiện di chuyển. Có lẽ giờ ông ấy đã ra khỏi ký túc xá miệng rồi. Đúng là cha nội bảo vệ đang trên đường đi ra khỏi ký túc xá thật. Ông nhảy nhảy như ma cà tưng. Soho đang chuẩn bị leo cửa sổ ra ngoài thì bỗng có tiếng gọi của Giang Dô văng vẳng vọng lại từ phía đằng xa kia, làm cho Soho hơi bị chần chừ một chút, trong lòng không muốn rời khỏi nơi đây một xíu nào. Nhưng mà làm sao bây giờ, đành phải cố kìm nén mà leo ra khỏi cửa và bước đi thôi. Còn phía bên ngoài thì Un Chang Su răng thiên la địa võng với rất đông lực lượng cảnh sát cơ động vây quanh khu vực ngôi đền. Bây giờ đã 12:05 mà vẫn chưa thấy ai ra ngoài, và rồi họ chợt nhận ra mình đã đánh mất khi mà Soho không thoát ra từ hầm, mà là Soho đã thoát ra từ cửa sổ ở phòng rửa mặt cơ, nên họ nhanh chóng giáo giết đuổi theo. Còn phía bên đây thì cha nội bảo vệ tháo bẫy khoai lang ở cửa sổ hầm chuẩn bị trốn thoát ra ngoài, và xe cũng đã đến để đón ông ta đi khỏi ký túc xá. Ông nhanh chóng phóng lên xe. Còn Giang Dô thì chạy xuống hầm tìm kiếm Soho. Trong tay Soho đang có 300 triệu đô, hắn không thể giết người tùy tiện được. Ông An Đông đuổi theo Soho à? Ông ấy sẽ chết thật chứ? Đò có lưng đừng có lo, ông ấy là một người chuyên nghiệp mà. Chúng ta sẽ thoát ra an toàn. Chủ tịch lại lừa ta nữa rồi. Ta phải chiến đấu với chủ tịch Un Chang Su mới được. Nếu đi đường vòng thì tuyệt đối không thể đến trước 2 giờ được. Chỉ có 2 người thôi, cứ bắn bỏ miệng hắn đi rồi chạy. Nếu làm vậy thì sẽ chỉ cung cấp manh mối cho bọn chúng mà thôi. Vì khuôn mặt của Ung Chôn và đồng Chi Dô vẫn chưa bị công khai nên hãy đi xe này đi. Chúng tôi sẽ đi bằng tàu chở hàng lúc 8 giờ. 2 người cứ đi trước rồi đợi ở cảng Chungdo. Được rồi, đi thôi. Mother fucking bad bad bad. Rồi Ung Chôn và đồng chí Dô bon bon trên xe. Cảnh sát chẳng biết họ là mấy cái đứa ớt ơ đầu đường xó chợ nào cả, nên họ được phép rời đi một cách an toàn. Còn Soho cùng với đồng chí Kang thì bon bon trên đường đi bộ. Còn bà chị cảnh sát thì mang gan về cho mẹ, đưa gan đi trốn, đưa anh ta vào phòng phát thanh để thông báo cho mọi người biết chuyện gì đang xảy ra. Xin chào các bạn thính giả, tôi là phóng viên của bộ chính trị GBC. Gan Kang Sik, mạng sống của 33 sinh viên phụ thuộc vào sự cảnh tỉnh và phán đoán của mọi người. Chúng tôi đã gửi tin tức khẩn cấp đến các bạn. Vụ bắt cóc con tin ở trường đại học nữ Hosu là do sự lãnh đạo của các thế lực chính của chính quyền. Tôi là người đã trực tiếp thả họ và đưa họ ra ngoài. Vì không biết khi nào chương trình sẽ kết thúc nên trước tiên tôi phải nói vài lời đã. Tuy tôi không có niềm tin hay lòng yêu nước như anh Gang Mu, nhưng những người cố giết những sinh viên vô tội để giành lại quyền lực thì tôi không thể đứng yên nhìn họ được. Tôi sẽ vì anh mà đối mặt với những tên khốn đó. Các em học sinh hãy cố gắng sống sót đến cùng. Dù chúng tôi đã cố gắng đưa mọi bằng chứng về cuộc bầu cử đến cơ quan ngôn luận, nhưng đã bị tịch thu. Còn má nó chứ, dù sao thì sao có thể cắt sóng đột ngột như vậy được chứ? Má cái đài phát thanh làm ăn gì kỳ cục thiệt á chứ? Người ta đang lói cái cắt sóng của người ta, làm ăn kiểu này thì ai mà thèm chơi chung nữa? Dẹp nghĩa đi cái công ty đê, tẩy chay ló đê anh em ơi. Ủa, sao mấy má này căng thẳng dữ dậy ta? Nếu mà đến một thế giới khác thì anh sẽ làm cái gì hả Soho? Đi bán kẹo hồ lô hay bán tôm khô hay là sẽ chơi đồ? Đồng chí Kang muốn làm gì sau khi rời đi? Tôi thì chỉ muốn làm một người bình thường thôi, sinh con đẻ cái, nấu cơm rửa bát, giặt giũ quét nhà, thỉnh thoảng sẽ cằn nhằn mấy đứa nhỏ và thỉnh thoảng sẽ làm loạn với chồng nữa. Tôi chỉ muốn có cuộc sống bình thường như vậy thôi. Tổ quốc, cách mạng, nhiệm vụ là cái gì thì tôi chẳng cần quan tâm tới. Tôi muốn quên hết tất cả chúng đi, tạm gác hết những âu lo lại, cùng anh bước trên con đường. Ta sẽ không quay đầu để rồi phải tiếc nuối những chuyện cũ đã qua, giữ trái tim luôn yên bình và quên hết những ưu phiền vấn vương. Cuộc đời này được bao lần nói yêu? Đúng vậy, chị John Ốc và tôi là bạn thân của nhau. Thế nhưng tại sao John Ốc lại có con với vị hôn phu mà tôi yêu nhất? Tôi biết được sự thật nhưng lại không thể làm gì cả. Tôi không thể chịu đựng được nên đã để lại thư và trở về Hàn Quốc. 3 ngày sau khi trở về nước, tôi đã bị lôi đến ANFP mà không biết tại vì sao cảm xúc kia quay về, là tại ai đã khiến tôi như vậy. Lúc đó tôi không biết, lũ ác Malazada đó, bọn người da trắng đó đã bắt tôi và cả chồng sắp cưới của tôi là một người Bắc Triều Tiên, sự thật là học trò của giáo sư Choi Sung-mok. Để đảm bảo an toàn cho chính quyền đã thao túng vụ án gián điệp Munich, chúng tôi chịu đựng được mấy ngày rồi cuối cùng tôi đã thú nhận sai sự thật. Họ khẳng định tôi đã đến Bình Nhưỡng với vị hôn phu của mình trước mặt bọn chúng. Tôi nói rằng đó không phải tôi mà là John Ok. Vậy nên chị tôi chết là do bà sao? Đúng vậy, là lỗi của tôi, vì cô ấy đã không thể chịu đựng được sự tra tấn của nhà tù nên đã tự sát. Vị hôn phu của tôi thì do hậu quả của cuộc tra tấn mà đã trở thành người thực phẩm, ý lộn người thực vật. Tôi đã đến trả tiền viện phí vào mỗi tháng. Tôi giữ anh ấy ở bên mình. Bà đừng có nói dối nữa. Rõ ràng là bà đã trả thù chị tôi vì đã cướp mất vị hôn phu của bà. Nếu như bà làm vậy vì bị tra tấn thì bà đã không theo dõi ANSP. Đúng vậy, dù sao thì trong lòng tôi đúng là muốn trả thù. Vì tôi ghét John Ok, tôi ghét cô ấy đến cùng cực. Vậy nên bà đã định chôn giấu bí mật đó cả đời à? Tôi đã định một ngày nào đó, trước mặt cô, trước mặt bố mẹ cô, tôi sẽ nói rõ sự thật và quỳ xuống xin lỗi. Tôi biết rõ tất cả nhưng tôi quá sợ hãi bún ốc cả. Họ đề nghị tôi làm giám thị ở đây và đóng một vai trò trong bộ an ninh. Tôi không thể từ chối vì tôi không còn cách nào khác. Tôi chỉ là mong muốn tìm cho mình một con đường sống mà thôi. Con má nó, bà đã bảo tôi đừng có chỉ biết sống một mình mà, sao bà lại làm vậy chứ? Tôi tuyệt đối không thể tha thứ cho bà được. Tôi tuyệt đối không tha thứ cho bà. Rồi bà cô khóc hu hu, vì bún ốc không tha thứ cho mình nên bà cô khóc hu hu. Ngồi tâm sự với bún ốc quá lâu rồi nhức đầu khiến bà cô khóc hu hu. Đồng chí Dô à, còn 10 phút nữa là tàu đến nơi rồi. Đồng chí Kang và đội trưởng sẽ đến kịp chứ? Họ là những người đã từng hành quân với 90 ký trong một đêm đấy. Nhân tiện thì có vẻ như là đồng chí Kang có tình cảm với đồng chí Lim đấy. Đó là lý do cô ấy quay trở lại với 300 triệu won. Tôi phải nói là sức mạnh tình yêu thật tuyệt vời. Dù sao thì mặt trăng giống như là một chiếc bánh song John. Bánh song John mà mẹ tôi làm thực sự rất ngon. Tôi ước mình có thể cắn một miếng gà rán trên đất Nam Hàn trước khi đi. Tôi thì mì ly. Đang lói thì bỗng nhiên Ung Chôn bị bắn ngay vào lòng ngực đang căng tràn sức sống và tình yêu mãnh liệt với món gà rán Nam Hàn. Đồng chí Dô cầm súng lên phản kháng thì cũng bị bắn ngay vào chính giữa lòng ngực đang căng tràn sức sống và tình yêu mãnh liệt với món mì ly kimochi. Ủa cháu, Soho đâu rồi?
Soho cùng trông ra đưa nhau đi trốn miệng rồi ông ấy. Má người ta chưa nói xong nữa cái ông nội kia tắt điện đồng chí Dô miệng luôn, và hai đồng chí đã hy sinh trong lúc mà đang chờ chuyến tàu đến đón mình trở về quê nhà. Quá là buồn khi mà chưa kịp nói lời tạm biệt với mọi người đây mà. Sau cả buổi tối đi bộ miệt mài thì Soho cùng Kang trông ra đã đến bến tàu. Theo một quan chức từ nhà xanh một đặc vụ nghe lén ở hiện trường đã phanh phui rằng con gái bộ trưởng Un đã tích cực giúp đỡ gián điệp khiến bộ trưởng Un bị sa thải. Thật đáng tiếc khi nghe tin con gái bộ trưởng ANSP đã giúp gián điệp Bắc Hàn. Nam Tae-yu, tôi hứa hết ngày hôm nay sẽ trừ khử sạch sẽ bọn chúng. Tôi chắc chắn rằng Nam Tae-yu sẽ cố gắng nổ tung ký túc xá, bởi vì các con tin đều biết cô là ai rồi. Tôi phải quay trở lại ký túc xá thôi. Anh đang nói cái gì cơ? Với tình hình dư thế này thì Giang Dô đang gặp nguy hiểm, nên là tôi nhất định phải vào cứu cô ấy, dù có phải trả giá tôi cũng xin chấp nhận. Anh sẽ chết nếu đi đến đó. Quên cô ấy đi, hãy quên hết mọi thứ đi và rời khỏi đây đi. Anh còn níu kéo tiếc nuối cái gì ở đây nữa chứ? Tôi đã đi đến mức này để quên hết tất cả mọi thứ, nhưng có vẻ con tim tôi không cho phép tôi có thể làm vậy. Tôi không thể để Giang Dô chết. Vậy còn tôi, người đã quay lại ký túc xá để cứu anh thì sao? Quên chuyện đó đi, nhưng thử nghĩ chuyện anh đã sống dư thế nào. Nếu anh lên tàu, anh có thể sống một cuộc đời mới, anh có thể sống trong nhung lụa, anh còn muốn đi không? Cô nhìn mặt tôi xem tôi còn muốn đi không? Rồi đột nhiên cha nội bảo vệ từ đâu xuất hiện ở đây, dí súng Dô hai người làm cả hai khá là bất ngờ. Cây cột cờ cắm giữa sân trường đầu đường xó chợ, bảo hai người xuống xe để chuẩn bị đưa ra pháp trường. Rồi lần này là hai đồng chí của tôi cũng lên đường theo hai đồng chí Ung Chôn và đồng chí Dô rồi. Cha nội gián điệp kia thì dắt đồng chí Kang đi chói ở bên kia. Soho lích lích lé lé xem hắn ta dẫn đồng chí Kang đi đâu. Là ông sao, không phải là cô ô, đừng trách tôi chỉ tuân lệnh của tổ chức mà thôi. Ung Chôn và Gốc Chan sao rồi? Cậu nghĩ mình có thể sống sau khi phản bội tổ quốc sao? Họ đáng nhẽ nên giết tên đội trưởng phản bội và tự nổ tung bản thân, điều mà một chiến sĩ cách mạng nên làm. Vậy ông là người đã sống một đời chiến sĩ cách mạng, ông có hạnh phúc không? Bởi vì ông phải che giấu con trai thân phận của mình. Tôi chắc chắn ông không thể là một người cha tốt. Tôi cảm thấy thật tiếc cho ông, thật đáng thương hại. Nếu tôi sống sót như vậy, liệu tôi phải sống như ông sao? Tôi thiết nghĩ là mình không thể sống như vậy được. Thứ tôi cần là một cuộc sống tự do cùng người mình yêu. Tôi không sợ chết, nhưng mà Giang Dô đang gặp nguy hiểm. Nam Tae-yu đã nắm quyền kiểm soát. Ông biết chuyện gì sẽ xảy ra mà phải không? Ông Man Dong khi nghe được Giang Dô đang gặp nguy hiểm thì có vẻ đã mềm lòng, có vẻ ông rất yêu thương Giang Dô thật lòng như con cháu ruột thịt. Rồi ông nội kia đi tới và cả hai cùng bắn nhau chết ngắt. Trong lúc mà đang co co giật giật dãy ruộng mê sản, ký ức của ông Man Dong bỗng hiện về. Ông biết tôi đã gọi cho ai không? Ông biết giáo sư Choi Sung-mok của Đại học Humboldt ở Đức đúng không? Tôi đều biết cô đang nói gì nha. Khi tôi học ở Đức, tôi đã đến thăm nhà giáo sư cùng bạn mình, và một ngày tôi gặp một người đàn ông khi đang ngồi trong phòng khách nhà ông ấy. Tôi nghĩ khoảnh khắc đó chỉ kéo dài khoảng 6 giây. Sau đó giáo sư đã cho chúng tôi nếm thử rượu mật gấu từ núi Bukhan mà chàng trai ấy đã tặng ông, hương rượu thơm nồng đến nỗi tôi không thể quên được nó, và tôi đã phát hiện thứ đó trong phòng ông ngày hôm qua. Khi tôi ngửi thấy nó, tôi nhớ rất rõ rằng chàng trai tôi lướt qua ở nhà giáo sư là ông. Ơ kìa, đó không thể là tôi được. Tôi đã làm quản lý ký túc xá ở đây được 10 năm, 5 tháng và 12 ngày rồi, nên đừng cố gắng nói tôi nhầm lẫn hoặc đã nhớ sai. Cô sẽ tố cáo tôi ư? Cô sắp chết vì ung thư giai đoạn cuối rồi, sao mà vẫn tò mò vậy? Tôi biết mà, linh cảm của tôi đã đúng, ông là gián điệp Bắc Hàn đúng chứ? Ở Trung Quốc thì là do Jalip, tới Đức thì lại là một người Đức gốc Hàn Park Song Hon, khi ở Nhật thì lại trở thành Kanemoto Tatsuya, và rồi là Kim Man Dong. Cô có biết tôi đã làm cách nào để mà giấu danh tính của mình suốt 30 năm không? Bằng cách diệt khẩu bất kỳ ai phát hiện ra thân phận của tôi. Tôi sẽ đưa ra một ngoại lệ và cho cô hội cuối cùng, cơ hội để đóng góp và bắt tay với tôi rồi được ghi danh vào lịch sử như một liệt sĩ cách mạng chứ không phải chỉ là một quản lý ký túc xá đơn thuần. Nếu tôi phải sống như nô lệ cho một tư tưởng nào đó thì tôi thà chết làm Song Hui Jin, đó là tình yêu cao cả của lãnh tụ, yêu cái đầu biểu, có cái nịt. Còn má ló, cô tuổi gì mà dám nói như vậy? Tôi cũng từng mơ đến một thế giới bình đẳng vì tôi là một nhà Marxist nhiệt tình, nhưng liệu thế giới có tồn tại chỉ vì một người? Điều đó có ý nghĩa gì với ông không? Thế nào là một thế giới bình đẳng? Tất cả vì một người vì tất cả. Đây là khẩu hiệu của lãnh tụ của tôi. Chúng tôi đều bình đẳng và sống chan hòa ở Bắc Hàn, đừng có điều toa. Hẳn ông cũng nghe và thấy nhiều điều khi hoạt động như một gián điệp, nên chắc ông biết chỉ duy nhất một người đang làm chủ cuộc sống của mình ở nơi tư bản thối nát này. Họ quan tâm là ăn tốt và sống tốt cuộc sống sinh học của mình, nhưng với chúng tôi cuộc sống bất tử cùng chính trị còn quan trọng hơn. Con má, đời sống chính trị bất tử ư? Bởi vậy người như cô thì nếu thể nào hiểu được, những người như cô đều là sâu bọ sống vật vờ, sao cô có thể hiểu chúng tôi được? Giờ tôi hiểu rồi. Tôi thấy buồn cho ông, buồn vãi trưởng vãi đạn vãi nồi kho hột vịt luôn ý. Tôi thương hại ông, bà cô thương hại xong bị siết cổ chết con mẹ nó luôn. Vĩnh biệt bà cô, trở về thực tại thì ông Man Dong cũng chết con mẹ nó luôn rồi. Vĩnh biệt ông Man Dong. Rồi đồng chí Kang đã được Soho giải cứu xong thì hơi bị khát nên đi giải khát cho nó đỡ khát, nhưng thấy nó hơi khát. Ung Chôn và Gốc Chan chắc là đi bán muối rồi. Tôi chắc họ đã giết những người đó giống như những con tốt hết giá trị. Khi nào đến thanh đảo cô nên tìm chỗ nào đó an toàn hơn. Chẳng có nơi nào an toàn được như em bên anh, chẳng có nơi nào yên bình được như trong tim anh. Cầm lấy đê, nếu anh có nó bọn họ sẽ không vội vã giết anh nữa. Nếu nó có thể cứu mạng anh thì tôi ổn. Không có đâu bé ơi, tôi thấy nó không hề ổn một xíu nào luôn ý. Nên cô hãy giữ nó cho riêng mình đê. Cô cần nó cho cuộc sống sau này, đừng làm lòng tôi trở nên nặng nề thêm nữa. Ung Chôn, Gốc Chan và tôi đều đã bị nêu danh là kẻ phản bội nên gia đình chúng tôi đang gặp nguy hiểm. Xin hãy giúp họ rời khỏi đất nước này và chăm sóc họ. Tôi sẽ làm vậy, tôi nhất định sẽ giữ lời hứa. Cảm ơn cô, Kham Samita. Tôi tên là Un Hee, Kim Un Hee. He 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 he. Tôi hy vọng cô có thể sống một cuộc sống bình thường giản dị làm Kim Un Hee như cô đã từng mơ, bỏ lại quá khứ của Kang Chung Gia và Mo Jan Hyo của những ngày xưa chẳng có gì là tuyệt đẹp nên thơ. Tình yêu đâu như anh mơ để rồi mai không phôi phai, và ai đã đưa em về em giờ bên đôi tay ai rồi? Tình nào là tình ngây ngất, tình đầu là tình đau nhất, rồi mình sẽ lại quên nhau đi vào trong một sớm mai buồn. Nhẹ lui đôi chân em về trên con phố quen, khẽ lê bước chân anh về vì nhiều khi anh nhớ em. Liệu rằng mình sẽ quên nhau đi được không, xóa đi hết được không hỡi em? Người chính là những giấc mơ thật buồn. Thư ký trưởng Nam Tae-yu đã dùng xe tăng lái đến Đại học Hosu. Nếu thiết bị quân luật đã được ban hành thì có khả năng quân đội sẽ sớm được cử tới Đại học Hosu. Bộ Quốc phòng vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào, nhưng do gián điệp có vũ trang và có thể cho nổ bất cứ lúc nào nên quân đội có thể sẽ sử dụng biện pháp cứng rắn. Má, sắp chết hết rồi mấy má ơi, trật tự dùng tôi một cái đê xem nào. Trước khi họ đột nhập, chúng ta sẽ rời khỏi ký túc xá, tất cả chúng ta hãy vào phòng cầu nguyện ngay bây giờ đê nào. Ui sợ quá nhanh lên đê mấy má ơi. Tôi sẽ làm chuyện đó. Nếu tôi cầm biểu ngữ và nói rằng đây là một kế hoạch bầu cử trên sân thượng, họ sẽ không lên sân thượng để bắt tôi chứ? Không thế thì nguy hiểm quá. Tốt hơn là nên dụ họ bằng cách phát tin cho An Gông Vui.
tôi sẽ nói với anh sau, tôi đang lái xe buýt đến ký túc xá. Được rồi, chúng tôi sẽ dụ họ đến cửa chính, vì vậy hãy đến điện thờ. Được rồi, tôi sẽ đến đó sau 15 phút nữa. Rồi mọi người nhanh chóng di chuyển đến điện thờ một cách vội vàng. Xuân Diệu, ai nấy cũng đều khẩn trương đi xuống hầm, còn cái bà nội này đi cùng không lo đi cùng, mà lo chạy đi đâu làm cùng làm điên, rồi cái vấp cái bẫy bom nổ banh xác. Má chết, tới nơi rồi mà chạy không lo chạy, nhảy nhóc vui đùa làm cái gì không biết nữa hà. Mệt mỏi giới bà nội này thiệt á chứ. Còn Soho thì đã có mặt ở ngoài ngôi đền, và bà chị cảnh sát thì cũng đã chạy xem buýt tới, bảo mọi người mau ra ngoài nhanh đê, ở trong đó một lát bom nổ chết mẹ hết bây giờ. Gangmu chạy ra mở cửa thì bỗng thấy Soho ở ngoài. Hello Soho, tôi đã hạ gục tất cả đội soát gần đây, nên hãy đưa họ ra ngay bây giờ, nhanh lên đê các bạn. Má cái tên điên này, tôi đã nói là không muốn gặp lại cậu nữa mà. Răng rồi đâu rồi, tôi không thấy cô ấy, cũng chả thấy cô Pi ở đâu luôn. Sài Gòn thẳng tiến bác tài. Còn Soho thì chạy vô ký túc xá kiếm Răng Rô. Chạy lên tới thánh đường thì thấy Răng Rô cùng bà cô giám sát đang cứu bà cô ô bị bom nổ, nhưng may là chưa banh xác. Đúng lúc này thì bọn đặc vụ cũng đã chạy lên tới thánh đường và bắt đầu nổ súng loạn xạ nhằm giết tất cả mọi người trong ký túc xá. Khói lửa đạn đạo mù mịt bay nhảy tung tăng tứ phương trong căn phòng. Việc cần làm bây giờ là phải nhanh chóng thoát khỏi đây trước khi mà quân chi viện bên ngoài lại tiến vào. Lúc này thì lực lượng bên Soho quá mỏng cơm sẽ không đấu lại quân đặc vụ với số lượng quá đông đảo y như quân Nguyên, và đội hình phía Soho sẽ tan nát và sẽ bị quét sạch hóa thành tàn cho lên bảng điểm số trong một nốt nhạc, không thể nào mà cản phá được dù là có biến thành ra xô bật lên tường gió. Lực lượng đặc vụ rất là hung hãn, không ngán bất kỳ bố con thằng nào cả, gặp ai là giết đó, càn quét mọi ngõ ngách, diệt cỏ phải diệt tận gốc để trừ hậu họa về sau, triệt hết mọi sự sống trong ký túc xá này. Soho, tôi sẽ hỗ trợ cậu nên hãy chạy ra ngoài với Răng Rô, có một chiếc xe jeep màu đen ở gần ngôi đền nên hãy chạy ra ngoài với Răng Rô ngay bây giờ. Má, chúng ta cùng nhau ra ngoài đê, cái đồ khốn lạn này, anh chết veo chết nát thì tôi phải sống sao trong những tháng ngày tiếp theo buồn chán như con rắn đây. Gangmu à, anh phải ra ngoài để họ được an toàn, vì thế hãy ra ngoài với Răng Rô ngay bây giờ. Má, được rồi, tôi sẽ ra ngoài, anh hãy nhớ bảo trọng, tôi không muốn ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của anh đâu. Thôi nào Răng Rô à, hãy buông đôi tay nhau ra đê, buông đôi tay chia xa, không biết là ta sẽ còn gặp lại nhau nữa không, nhưng anh nghĩ là sẽ không còn một cơ hội lật bài nào trong tình thế hỗn loạn dư này. Tuy anh là Super Idol Man nhưng anh vẫn chưa thức tỉnh được siêu năng lực như Superman, anh chỉ là một người phàm trần không hơn không kém, làn da không thể chắn được đạn, không thể tự hồi phục những vết thương như người ta, cũng không hề có một phép thuật nào trong người cả. Ăn một viên kẹo đồng là ngủ củ tỏi ngay tức khắc, nên em đừng thắc mắc tại vì sao đôi ta phải chia xa mãi mãi, cách biệt hai cõi âm dương không thể quay trở lại, vì còn quá nhiều tình cảm với Soho, nên Răng Rô không thể bỏ mặc Soho một mình giữa chốn nguy hiểm này được. Răng Rô đành phải quay lưng với sự sống ở trước mặt, đi tìm cánh cửa của địa ngục ở phía trước nơi u tối chẳng có tương lai. Dù là sinh không cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, ngày này năm sau sẽ là ngày rỗ của đôi ta, chỉ cần là ta cùng bên nhau thì mọi khó khăn cũng vượt qua, dù là có chết thì ta cũng phải chết cùng nhau để giữ mối duyên tình này, ta phải cùng nhau bước đi dù là có lên thiên đàng hay là xuống địa ngục. Bây giờ thì ta hãy trân trọng từng phút từng giây ở bên nhau, hãy say cùng anh, hãy hát cùng anh, hãy khóc cùng anh thêm một lần để anh được gần trái tim của em dù trong phút giây, và hãy cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi vượt ngàn con đường phiêu lãng như áng mây, trời xanh ngát như giấc mơ ta, và đời vẫn thế vẫn mãi trôi, tháng năm dài mình có đôi, dù là ngày mưa hay nắng xanh nhồi vẫn mong cùng người bước qua. Nhưng chắc là bước qua không nổi vì lực lượng đặc vụ chi viện đã tiến vào ký túc xá quá đông rồi. Bây giờ thì việc quan trọng nhất mà Răng Rô và Soho phải làm là đi tìm nơi ẩn nấp để níu lấy một chút hy vọng của sự sống, dù biết là nó quá mong manh dễ vỡ như viên pha lê thủy tinh, nhưng mà biết trốn ở nơi chốn nào đây bây giờ khi mà xung quanh quá là đông đảo lực lượng đặc vụ vây quanh, đặc vụ thì đông như kiến không biết đâu mà lần, nên đành phải lên trên căn phòng ở sân thượng để tạm thời ẩn nấp. Soho lúc này thì chân đã bị thương nên bước đi lảo đảo, nhưng vẫn phải cố gắng tiến tới căn phòng để níu lấy hy vọng sống sót. Còn bọn đặc vụ thì đã phát hiện được vết máu của Soho rơi đầy suốt đường đi, nên họ đã lần theo vết máu đó để kiếm và giết Soho. Soho lúc này đã rất mệt mỏi cạn kiệt sức lực, ngã gục xuống sàn và lấy bộ đàm ra gọi cho Nam Tae-yu. Nam Tae-yu, tôi là Lim Soho, ông có nghe tôi nói không? Tôi đã trở lại ký túc xá với tài khoản 300 triệu đô. Má cái đồ khốn lạ, làm sao tao có thể tin mày chứ? Ngân hàng B giờ của Thụy Sĩ số tài khoản là 492975, y dài mờ sờ và mật khẩu thì chỉ mình tôi và Răng Rô biết điều đó. Đợi đã, mật khẩu là cái dề thằng nhóc ác khác nước lác đác bên sông nước thác chảy xiết man mác, ban phát luật lệ sát phạt oanh tạc tung hoành ngang dọc không rời rạc, cùng với vàng bạc làm mình thành đạt đi không nhớ đường, bị lạc tìm hạt giống tâm hồn trong cà vạc, trở nên nghèo mạc và trôi giạt rồi phiêu bạc đi khắp nơi xa, vì người bội bạc làm ta bị lạc trong giấc mơ ngột ngạt trôi giạt khắp nơi chân trời làng mạc. Còn Soho thì hấp hối sắp phải đóng lối cuộc đời của mình trong bóng tối rối ren u tối, nói vài lời chăn chối cuối cùng với Răng Rô trong lúc cô ấy đang khóc và bức bối trong lòng muộn sầu vì lời nói dối, và đột nhiên bọn đặc vụ tiến vào làm mọi chuyện càng thêm rắc rối và làm cho bầu trời trở nên u tối. Vậy là Răng Rô và Soho đã không còn cơ hội để mà sống sót dù là chẳng có tình tội. Dòng thời gian trôi qua quá vội, mong Chúa hãy giúp con xóa tội và để Răng Rô được bình an sống sót một cơ hội. Soho vừa bỏ súng xuống thì bọn đặc vụ liền giơ súng lên rồi bắn rất là nhiều phát vào người Soho. Khói bụi mù mịt, máu văng tung tóe, không gian cảnh vật trở nên u ám sau tiếng súng của bọn đặc vụ reo vào người Soho, cùng với tiếng khóc thét thất thanh của Răng Rô làm cho không khí trở nên ngột ngạt đầy ấp sự chết chóc tan thương. Vậy là chấm hết rồi đúng không? Vậy là tất cả đổ xuống sông. Răng Rô làm sao mà kìm nén được cảm xúc này khi mà người mình yêu người mình thương lại chết trước mặt mình được chứ? Soho dí vào tay Răng Rô cuộn băng như một di vật kỷ niệm cho chuyện tình không mấy suôn sẻ của đôi tình nhân phải trải qua quá nhiều là khổ ải thương đau, đành phải hẹn lại Răng Rô kiếp sau. Kiếp này đã chấm dứt tại đây, mây thì cũng đã về với nắng của trời. Người hãy quên anh đi và đừng yêu anh nữa, đừng vương vấn làm chi. Người hãy quên anh đi, đừng chờ mong chi nữa, tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa. Em hãy tìm một bến đỗ mới đem lại cho em hạnh phúc và hãy sống vui vẻ những ngày tháng tương lai. Sau này chúng ta sẽ có tất cả chỉ là không có nhau. Hẹn em kiếp sau sẽ không để lạc mất nhau. Nắm tay đi tới cuối đời, kiếp này chỉ mong thấy em một đời an nhiên. Và người đắc cử tổng thống là một người khác, không phải là Nam Tae-yu. Toàn bộ tài sản trong nhà Nam Tae-yu đều đã bị tịch thu. Tạm biệt Nam Tae-yu. Khóc xong rồi thì thôi, cất gọn poster anh vào góc. Mình tạm thời không nhìn nhau anh nhé. Mỗi lần nhìn thấy anh em sợ lại làm tim mình đau hơn. Em không biết em có vượt qua cú sốc này
này không nữa. Còn bà vợ cụ Un Chang Su thì cố gắng vơ vét vàng bạc tiền nông trang sức, ôm của chạy cùng với người, chuẩn bị chạy trốn thật xa khi mà chồng mình đã chẳng còn bất cứ quyền lực gì trong tay, nỡ lòng đành rời bỏ đi khi mà chồng mình rơi vào cảnh tù tội. An Cung Hy, Nam Tê Yêu cùng với Un Chang Su thì đã bị bế rô tù bốc lịch trong những ngày tháng còn lại của cuộc đời. Cong số 8 siết tay anh, giam giữ đời anh trong ngục tù, cánh cửa sắt đã đóng lại, đừng hòng mà thoát ra. Còn Gang Mu thì trên tay cầm một đóa hoa, ngồi trên xe đang bon bon cùng với Hana, cả hai người sẽ có cuộc sống thật là hạnh phúc cùng với đàn con thơ mà mình sinh ra. Khi đó cả gia đình sẽ cùng nhau lên xe và đi khắp bát phương tứ hướng ngao du mọi nơi chân trời xa. Còn ở trường đại học nữ Hồ Su thì âm thanh du dương từ chiếc máy phát nhạc đĩa thang lại vang lên, mọi thứ đã trở về trạng thái bình thường mới. Cô giám thị Pi Sung Hee cùng với bún ốc lại tiếp tục công việc và nhiệm vụ của mình như thường ngày mà họ vẫn làm. Còn Giang Zhou thì ở quán cà phê Rome, hồi ức lại lần đầu tiên mà mình đã gặp được Soho, một tình yêu sét đánh, lần đầu mà đôi tay chạm đôi tay, ánh mắt chạm ánh mắt người thương, ngọn lửa tình yêu lứa đôi nòng cháy đã bắt đầu bùng lên dữ dội trong khoảnh khắc đó. Giang Zhou à, anh nhớ khi anh gặp em lần đầu tiên tại Rome Coffee Shop, khi anh thấy em đưa đôi tay ra để ngăn lâu đài tình ái sụp đổ trước mặt mình, ánh mắt ta đã va vào nhau trong phút giây đó. Thành thật mà nói thì anh đã có tình cảm với em kể từ lúc đó. Nếu anh là một thanh niên bình thường thì anh đã có thể hẹn em đi chơi vào ngày hôm đó. Sau đó chúng ta sẽ trở thành một cặp phải không? Ta sẽ trở thành một cặp đôi hạnh phúc nhất trên trần đời, cùng nhau trải nghiệm biết bao nhiêu là những điều tuyệt vời, không thể nào mà diễn tả hết những điều đó bằng lời. U là trời, ta sẽ đi đến công viên giải trí và xem những bộ phim tình cảm lãng mạn cùng với nhau. Anh muốn dành thời gian lâu thật lâu để ở bên cạnh em, biết làm thế nào khi anh lại là người không nên ở bên cạnh em chứ, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc khi được gặp em. Giang Zhou à, em đã khiến con tim anh rung động, trái tim đã nguội lạnh từ bao giờ của anh bỗng đập rộn ràng, cất những tiếng hát ngân vang. Anh thực sự rất là cảm ơn em, anh phải đi rồi, nhưng anh sẽ luôn luôn nhớ về hình bóng của em, nhớ những kỷ niệm thật đẹp mà đôi ta ở bên, những lần hôn nhau trong đêm, khoảnh khắc ấy anh mãi không thể quên. Giang Zhou à, em hãy nghe kỹ đoạn này nhé. Anh yêu em, I love you bạc bạc, sa giang he very much. Rồi đoạn băng kia dừng lại, Giang Zhou thì vẫn muốn nghe tiếp những tiếng nói của Soho không thể ngừng lại. Khi mà Soho đã ra đi mãi mãi, chỉ còn lại tiếng khóc và thở dài của Giang Zhou ở lại. Mùa đông đã đến rồi, vì bên ngoài tuyết đã rơi, những chiếc máy bay giấy nằm lăn lóc ở ngoài trời xe lạnh và dính đầy trên chiếc hàng rào sát bên cạnh. Đến khi nào thì trời mưa tạnh và tuyết ngừng rơi làm lòng ai hưu quạnh, quá nhiều là kỷ niệm chất chứa. Trong cơn đau buồn bã tột cùng của mình thì Giang Zhou đã mơ hồ tưởng tượng ra cảnh tượng như Soho từng bảo, nếu mình là một người bình thường thì sẽ ngồi đàn hát ở quán cà phê âm nhạc, còn Giang Zhou thì sẽ ngồi nghe Soho đàn hát mỗi ngày không bỏ sót một ngày nào, dù là ngày nắng gắt hay mưa ngâu, dù sáng sớm hay là đêm thâu, cả hai cùng tươi cười vui vẻ, ngân vang tiếng ca, cuộc sống hạnh phúc chẳng còn gì bằng cả, cùng nhau nắm tay bước đi qua những tháng ngày dài hối hả, không cần âu lo về chuyện đời, cuộc sống bộn bề ngoài kia tất tả vất vả. Tiếng chuông bát nhạc. Ok, tập 16 của bộ phim Snow the Job đã kết thúc tại đây. Snow the Job đâu cần một happy ending, khúc vĩ thanh đẹp nhất là khi ngọn lửa tình yêu vẫn cháy mãi trong lòng người. Snow the Job mang nét vừa mơ màng vừa lạnh lẽo trong bối cảnh trời đông năm 1987. Mở đầu phim, chúng ta theo chân cô nàng Giang Zhou đến cuộc hẹn hò nhóm ở tiệm cà phê cùng hội bạn. Mấy ai biết được chính cuộc gặp định mệnh ấy lại kéo theo một tình cảm sâu đậm khắc cốt ghi tâm mãi mãi về sau. Mặc dù Snow the Job đã khép lại với một cái kết rất buồn, rất đau lòng, nhưng đồng thời cũng tương đối hợp lý cho chuyện tình đứng giữa làn danh vĩ tuyến 38. Thế nhưng đâu mới là đoạn kết hoàn hảo dành cho mối tình trong thời kỳ nhuốm máu, nước mắt của lịch sử, khi một giây chạm mắt đã để lại nỗi nhung nhớ, khắc khoải đến tận muôn đời. Câu trả lời là không có. Vốn dĩ làm gì có định nghĩa trọn vẹn, làm gì có định nghĩa hoàn hảo trong tình yêu, Soho luôn sống phần đời của mình vì thứ nghĩa vụ đã trói buộc mình suốt 27 năm. Thế nhưng, đến cuối cùng anh lại chọn hy sinh cả mạng sống để bảo vệ người mình yêu. Đối với mình, đây là một đoạn kết buồn nhưng lại rất đẹp. Vì đối với Soho, đây chính là định nghĩa của hạnh phúc. Hạnh phúc khi cuối cùng cũng được sống vì đức tin của bản thân, được bảo vệ cô gái mình chân quý hơn cả sinh mệnh. Anh quả thật là đã trở thành anh hùng super idol man của Giang Zhou như lời mình nói. Và nơi mà anh đặt dấu chấm cho đoạn đời đầy thương đau của mình lại là chốn chứa đựng toàn bộ ký ức hạnh phúc nhất, từ những cảm xúc ngây ngô thuở đầu đến khi phải nói lời từ biệt. Tình đầu của Giang Zhou đã khép lại như thế, một giấc mơ vĩnh viễn không thể chạm tay. Tình yêu giữa Soho Giang Zhou không đơn thuần chỉ sợ là tình cờ, mà dường như nó tiệm cận hơn với thứ gì đó gọi là định mệnh, sự an bài của bánh xe số phận. Giang Zhou rồi sẽ có thể gặp lại Soho ở một hình dáng khác, rồi họ sẽ cùng gấp máy bay, đàn cho nhau nghe mỗi ngày, cùng đi xem phim vui vẻ, hạnh phúc như những cặp đôi khác. Nguồn Genie.